Kính thưa quý mừng quân, kính thưa bà con cô bác, thì tiếp tục ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8 thì nhóm có chuyến gieo duyên tại Buôn Xê Đăng, xã Quế, huyện Cư Mường Nga, Đắk Lắk. Trong chương trình trong ngày hôm nay thì nhóm sẽ mời Lăng Hiếu Trong Đường biểu diễn lăng trống đồng. Ngoài ra thì nhóm sẽ tổ chức chương trình phát quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 200 suất và 300 suất trung thu. Ngoài ra nhóm sẽ tặng cho 15 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà có thành tích tốt trong học tập. Đây là chương trình thứ hai của nhóm ngày hôm qua là trời cũng rất ủng hộ và hôm nay cũng trời nắng đẹp và nhóm tiếp tục dây duyên. Xin chào cả nhà và tiếp tục chúng ta cùng hành trình mang yêu thương đến các em ai quý ạ. Thank you.
Vâng, chân thành cảm ơn ban chính quyền địa phương, huyện Cờ Đỏ và cả các thành viên hỗ trợ cho thành phố Sài Gòn kết nối với trung tâm quân Sài Gòn Bình Dương. Hôm nay về đây có những phần quà trao tặng cho các em học sinh nhằm khuyến khích cho các em vào năm học mới có thành tích học tập tốt. Thì hôm nay chỗ chị Hành đại diện mạnh thường quân từ Sài Gòn Bình Dương đó thì sẽ có 15 cái phần quà dành cho các 15 em ha. Và phần quà này sẽ là một cái xe đạp, một cái cặp và một cái học bổng nha. Rồi. Thank you.
Kính thưa quý mạnh quân, thì chương trình hôm nay cũng đã xong, hoàn thành biên bản. Hôm nay trời nắng rất là đẹp và 200 phần quà đến với học sinh nghèo đã phát đã hoàn thiện, và 300 phần trung thu cho các em cũng đã xong, và đặc biệt là phần biểu diễn lân trống cũng biểu diễn rất là đẹp. Ngoài ra thì sức nhóm đã trao 15 suất học bổng cho các em cũng đã xong. Thì hôm nay thì chương trình đó hoàn thiện, thì cha Phú cũng gửi lời cảm ơn đến quý mạnh quân luôn luôn đồng hành cùng gia đình Hoa Sen quận 7 để trao yêu thương để cho các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xin chân thành cảm ơn.